chấp 281 trưởng môn khiêm tốn chút, 10 nhịp hô hấp trước. Liên quan đến sự hình thành của trận Đại Vũ Xuân Thu Sơn, thực ra là vì hệ thống thưởng. Thiên địa thân thiết cộng 1. Thiên địa thân thiết, đây là lần thứ 2 mình nhận được thiên địa thân thiết rồi. Lần đầu, giúp mình đạt đến cấp bậc nhập vi của sự khống chế thủy chi lực. Mà lần thứ 2 này, sẽ là gì đây? Nhiều nước quá, thiên địa này, ướt quá, nước này, đang kêu gọi mình. Mà lần thứ 2 thiên địa thân thiết và sự thăng cấp khiến lộ chiều ca dẫn tới trận Đại Vũ Xuân Thu Sơn, thậm chí suýt chút nữa là khuấy động nước trong người thánh sư. Hắn sắp tỉnh rồi, đi thôi. Vậy ngươi mau lên, nói không chừng giây tiếp theo là hắn mở mắt đó. Ta và các thái thượng trưởng lão đã thương lượng rồi, chuẩn bị phá lệ cho hắn quan tưởng Xuân Thu một lần. Ồ! Thật sự rất mềm. Thiên nhân hợp nhất cảnh quả nhiên thần diệu vô cùng. Lĩnh hội được rồi. Ta cũng lĩnh hội được rồi. Lộ sư thúc, rốt cuộc thúc lĩnh ngộ được gì vậy? Sao lại dẫn tới cả trận mưa to vậy? Mùa đông Xuân Thu Sơn chưa từng có mưa. Cười thần bí quá, rốt cuộc thúc lĩnh ngộ được gì vậy? Lĩnh ngộ cái quần què ấy, ta thêm điểm rồi, giải thích như vậy ngươi hiểu không? Là ngôn xuất pháp tùy. Cái gì? Lúc ta tỉnh táo không làm được, vừa nãy là vì có thánh sư giúp đỡ. Nhưng sức mạnh thiên địa của ta, quả thực đã mạnh lên không ít. Trận mưa này nên dừng rồi. Tông chủ có tới đây, trước khi rời đi có nói với ta, kêu ngươi những ngày này sẽ đi quan tưởng Xuân Thu một lần, tới lúc đó sẽ phái người thông báo. Đa tạ tông chủ, vậy ta xin cáo từ trước. Đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì. Vậy quay về phòng tịnh tu đi, cảm ngộ trước đó cũng nên ổn định lại rồi chứ. Điên cuồng gật đầu, à đúng đúng. Sư tôn, con đi củng cố cảnh giới trước đây. Một màn vừa nãy, thực ra sư tôn ta cũng có chút thất thần. Ngươi so với sư tôn ta vẫn là kém quá xa, định lực quá yếu. Mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Đó là đạo lữ của tưởng sư thúc đó. Nhưng mà, thật sự rất mê người. Thiên địa thân thiết, ngôn xuất pháp tùy, mị lực 10, nhân xuất pháp tùy, chỉ là trước là khống chế nước, sau lại là giết người phóng hỏa trong lòng người. Tiêu rồi, Thiển Thiển bị đánh trúng tâm rồi, các vị cảm thấy Thiển Thiển có kịch hay không đây? A, không có, tuyệt đối không. B, tiêu rồi, Thiển Thiển mau chạy. C, thì ra chỉ cần đẹp trai thì không lo pha. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.